Cả tam giới thừa ân phổ cảm, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tính rõ ràng, thỉnh ngài thiên pháp nội đàn từ bi, chúng sanh khắp chốn này tối mê cầu đặng trí tri nguyện toàn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Himaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Buddhang Bhojami. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojami. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Sangkhang Bhojami. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân đảm bảo ở trì của hành giả được bốn điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, và cố gắng tu hành để phát sanh trí tuệ, giải thoát nhân sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc lành thay. Ba ngày đã qua, chúng ta tập để có trí nhớ, để có chánh niệm. Trí nhớ chánh niệm mới bắt đầu tập, chúng ta chưa thấy nhiều, vì chúng ta mới bắt đầu. Và tiếp tục làm sao hiểu như thế nào là chánh niệm, như thế nào là biết, như thế nào là chánh niệm. Đó là cái chìa khóa để thành công. Lý do vì chúng ta không có chánh niệm, vì vậy chúng ta mới luân hồi tới ngày hôm nay. Trong cuộc đời luân hồi đó, do moha là si mê, không biết. Một cái chữ không biết đó, bắt đầu có mặt của tham, có mặt của sân, vì không biết. Rồi sanh lên thích và không thích, muốn giữ và buông. Thích là giữ, không thích là buông, xô đuổi. Lý do là moha, có mặt của moha, thì có tham, có sân. Và nếu có chánh niệm mới đuổi được moha, đuổi được tham sân, vì có mặt của chánh niệm. Hình như ở đời có cái đó, chánh niệm là cái nhớ. Đôi khi ví dụ chánh niệm giống như một người gác cửa, có một người đứng cửa gác đó, mà khi có người gác cửa, kẻ trộm kẻ cướp
không vô được. Vì cơ người gặp cơ. Như vậy cuộc đời chúng ta đau khổ luân hồi vì chúng ta không có chánh niệm, không có trí nhớ giữ cái cửa, giữ cái căn. Cửa có mắt thấy, cửa có tai nghe, vân vân. Và không biết tham vô, sân vô, luân hồi. Có rồi mất, có rồi mất. Thương 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 thương, kêu kêu tới, không thấy chúng ta buồn, không muốn gặp. Vậy đó, cứ như vậy hai cái vì không biết. Muốn sanh, muốn sanh, thấy dạ dạ không thích, không thích, không thích, hoàn chết. Có bao nhiêu thôi thôi, làm sao để giải quyết cái dạ đã chết. Đó là câu hỏi mà không ai trả lời được. Cái duyên của Phước mới gặp một vị giác ngộ, chỉ đường, chỉ công thức. Mà nếu chúng ta không cố gắng uống một cuộc đời, gặp một vị trị được bệnh tâm, mà không cố gắng, có biết không biết thôi. Một cái chữ là biết không biết thôi. Mà làm đời sống chúng ta điên đảo. Một kiếp rồi không ra khỏi, không ra khỏi điều kiện của vô minh. Một cái chữ không biết ra, rồi kéo đưa tay già đào trời trời. Rồi tay đó cứ một cái chữ luân hồi. Sáng trưa chiều, sáng trưa chiều, sáng trưa chiều. Rồi tháng, năm, một cuộc đời rồi, một cuộc đời, một cuộc đời, một cuộc đời. Luân hồi, làm sao ra khỏi? Làm sao ra khỏi? Cái không biết. Như vậy, không biết cái gì? Đang sống với hơi thở đó, mà không bao giờ biết cho đến khi mất hơi thở. Cái mà chưa tới đi tìm chất chứa để đó nè. Và có mà có mặt ở nó, có mặt ở nó, có mặt và mất nó, có nó bỏ rất là nhanh. Chúng ta bỏ hẳn không có, mà chúng ta đi tìm cái mà chưa cần tới. Dành việc đi tìm một cái rõ ràng bây giờ mà không. Như vậy một ngày rồi, hai ngày rồi, ba ngày, học gì? Học gió thôi. Như thế nào gọi là gió? Như thế nào là gió? Thành công thất là thành công may mắn. Sanh ở trong thời kỳ thế kỷ 20, 21, rồi khoa học thành công. Hồi trước đâu có xe đạp. Quý vị may mắn sinh lên ở trong khoa học tiến bộ. Honda, Moto, xe hay máy bay. Nếu quý vị nghĩ 100 năm trước đây, 80, 90, xưa 8, 89. Hồi sinh đó có mới thấy xe đạp thôi. Một làng có vài người có xe đạp thì thấy. Một làng có chừng 2-3 người. Vì đó là làm lớn ở trong làng, trong viện mới có xe đạp. Rồi lâu lâu vài tuần, vài tháng mới có một chiếc xe chở lúa thì thấy. Chưa văn minh. Thật là nhân mới tham chủ quả biết bao nhiêu thay đổi, biết bao nhiêu rất là nhân.
hình như đôi khi cái tâm coi tham, muốn học, học gì? Bây giờ học đạo, hồi nhỏ không đi đường đạo, đi đường đời thôi, nhà tranh đấu, rồi nó hết một cuộc đời, rồi có gì? Không, sao không? Như vậy, tay chân mày chạy đi tìm, bắt được, kiếm cho được, cuối cùng đi bàn tay không, rồi đổi lại hết. Thậm chí cái mà cái gì đó, nó tan rã một cách không nghĩ kịp, thân, rồi trong lúc đó nó mất cái gì đó, nó mệt, gần hết. Cái gì chưa kinh nghiệm là sư tưởng nha. Nghe nói già khổ, lý thuyết thôi, cái gì đâu có thấy già khổ. Cho cái bệnh khổ, cái gì đâu có thấy bệnh khổ. Khỏe, muốn đi, muốn đứng. Người ta nói chết khổ, cái gì đâu có kinh nghiệm chết khổ. Người mà gần già gần chết mà thấy khổ. Ôi, tuổi thọ của mình nó cắt, không có chừa, nó đúng, nó cắt, phúc, dây rồi tôi phúc tôi ngày tới giờ. Rồi nó cắt thấy rõ đó, sống bấp bên, rồi chết chắc chắn. Vì vậy sao? Mà tranh đấu cuộc đời đây, muốn nói về cái chúng ta sợ. Nếu quý vị kinh nghiệm một phần nào trong cuộc đời, chưa thể, không có vừa ý. Hình như chưa có vừa ý một cái nào. Chưa là đủ rồi, không có đủ. Tại sao chúng ta kiếm tới bữa nay mà cho là không đủ? Cái gì ở trong chúng ta cứ kiếm ra, ai cũng biết dùng chữ đó, rồi nó tham quá, sân quá, rồi tham sân quá, tham sân nó bộc lộ ra rằng tham sân hành động của mình tốt xấu. Như vậy chỉ có tốt xấu hiện ra trong con người. Rồi cái gì hiện ra trong con người tốt xấu? Tâm. Nhưng chúng ta đâu có học được gần nhất cho chúng ta không? Chúng ta bắt đầu học rồi, học xa chữ nghĩa thế ra dùng tốt một phần đời tốt nhân đạo. Chưa một vị giác ngộ khám ra mà có đẹp con ngài, đẹp đoạn đầu, đẹp chính giữa, đẹp cuối cùng. Chúng ta chưa có cái đẹp đó. Rồi chúng ta mới học như thế nào gọi là đẹp. Đẹp một con người khám phá ra ở trong con người. Không phải khám phá ra ngoài con người. Đi, bắt đầu bỏ xa để tìm ra tôi là ai, tìm ra tôi là ai, rồi bắt đầu bỏ xa tôi, gần nhất tôi trở lại, hơi thở, có trong người này, có hơi thở, thì đó là chúng ta đang học ra hơi thở. Nếu mà chúng ta biết hơi thở đó là chúng ta trị được bệnh thân, giải thoát được 50% sắc pháp hơi thở đó thôi, hơi thở. Trong khi khoa học nó giúp đỡ chúng tôi cho ta 50% về đất nước là giờ không còn sót, khám phá ra
đem áp dụng cho người, phải mất 50% trong cả người này. 50% mà thấy được, rờ được, thấy được, giải quyết được 50%. Còn 50% không thấy được, không làm gì được nó, không làm được. Khoa học dành mặt vào đó. Thân này làm cho thoải mái. Tôi bệnh, vừa bệnh đưa rượu tới một nhà thương cao cấp, cao sang, thoải mái đấu điều kiện em từ giường nằm, phục vụ cái thân này không còn sao. Không còn sao. Thoải mái, hết cả rồi. Nhưng làm sao giữ cái gì? Có một cái biết à. Trong con người có một cái biết rồi. Không có giữ được. Trong giây phút cái chữ biết tắt thân trả lời cho thế gian, trả lời là chỉ một cái sự biết buông bỏ bất tịnh, quán thân bất tịnh, một sự biết rồi, hay biết rồi, mất rồi bất tịnh buông hết. Như vậy không có gì nữa, rồi cái chữ rồi chấm dứt cho đó rồi. Không biết người đó đi đâu mà không có trói kẹp, sẽ gặp ở đâu mà hết tình thương. Trong cuộc đời hết tình thương là cho tới phút cuối cùng không giữ được, không giữ được tình thương. Như vậy tình thương đó không phải ở trong đất, trong nước, trong lửa, trong gió, trong một cái mà không thấy được, khoa học không thấy được. Làm sao ai tìm thấy đó? Có một người ngó tìm cho thấy cái tình thương từ ở đâu nó ra, trả lời từ một cái sự hay biết nó ra, từ tâm ra. Tốt cũng tâm mà xấu trong tâm, trở lại từ đó ra. Rồi tâm sống ở đâu? Mấy một ngày nay, hai ngày ba ngày đi tìm cái gì? Tìm đó là cái sống. Tôi cần sống. Biết cái gì sống? Tìm mà tìm thấy, khi mà tìm thấy là được an vui. Tìm đi mới ngồi tìm. Bài học đầu tiên là gì? Anapanapapa, chương gió, chương gió hơi thở này, chương gió, chương hơi thở. Cái này học để mà kinh nghiệm, cái đó không phải suy nghĩ. Ôi gió như vậy đó. Suy nghĩ nó gió qua thấy bằng mắt không? Thấy bằng trí tuệ, cái bằng chân kiến, thấy cái đó. Khi đa mới là thấy được sự sống. Và như này người nói là sự sống ở chỗ nào? Là sự sống ở chỗ nào? Nên là sự sống trở lại cái chỗ không quên. Không quên là sống, quên là chết. Này, trở lại trong tâm. Như vậy, thể xác coi 50% ngoài thôi. Nhưng còn một cái điều kiện mà đặt rồi điều kiện đó. Như vậy ý nói là không quên tôi, ý nói là hành động, niềm tin tưởng của tôi, đặt hết niềm tin tưởng, tôi thương thật, hành động. Như vậy hành động của người đó phát sinh từ tâm. Người đó giơ tay lại chào tôi, lại tôi, từ người đó thương tôi,
dùng lời nói tán dương thôi, và cái đó hành động của thân, mà chính trong người đó có cái gì, có cái tâm, mà không thấy, chỉ thấy hành động của thân, đánh giá được cái tâm. À, thân biểu, khẩu biểu để bày tỏ cái tâm là như vậy. À, như vậy chúng ta trả lời, bắt đầu ngồi sửa đó. À, ngồi sửa cái hành động, cái tâm á, tốt, cái hành động như vậy đó, nó sẽ sát sanh, sẽ trộm cắp. Cái tâm không tốt, nó xảy ra cái đó. À, vậy thì đừng có làm đó, đừng làm đó, đừng có làm đó, đừng có làm đó. Mới vừa nói đừng có làm cái nghiệp đó, đó. Thân không làm, lời nói vừa không làm cái thổ ở ngoài, tiếng liền, tiếng tới tâm liền. À, làm sao thấy được tâm? Rồi thấy được tâm. Hồi trước mình không có biết. Cái chữ không có biết nó tham vào, sân vào, cái chữ không biết. Tham vào, sân vào. Hành động của tham như thế nào? Sân giết người, lấy của người. Như vậy đó. Như vậy từ tham, sân ở trong tâm. Tham, sân tự động ra làm việc. Cái không biết, một cái chữ không biết. Không biết cái tham, không biết cái sân. Khi mà biết rồi, tự nhiên không có tham, không có sân. Như thế nào gọi là biết không tham, không sân? Tối không có biết. Cái gì? Không có ánh sáng. Tự nhiên không sáng là tôi hết biết rồi. Như vậy khi có ánh sáng tới, tự nhiên không có bóng tối. Ánh sáng và bóng không tối không đi chung với nhau. Như vậy khi mà không biết tối, bắt đầu quỳ thân. Nha. Tham sân quý không biết sanh ra. Nếu con người ban ngày quý đâu có sợ gì, tối sợ liền vì không biết, mà không biết có tham có sân quý dữ dội, quý cho không biết có ban ngày tỉnh đâu có sợ ai. Thì hoặc tâm chúng ta cũng vậy, luôn luôn là không có biết, là vì vậy mới có cái tham sân. Nó phai hoại cuộc đời của chúng ta, mà cuộc đời với một cuộc đời quy trùng là cái bằng tam độc dữ lắm. Là tham sân si được tam độc, không phải ở trong thân, ở trong tâm. Quyền vị đó, khoa học 50% cho biết, 50%, nhưng còn 50% mạnh không phải mình đâu, bị tâm mà. Khoa học đó kìa, chụp á, chụp được lời nói thôi là sắc pháp, hành động của thân sắc pháp, nhưng mà tâm hay biết không có làm được. Khoa học tiến bộ vậy đó. Rồi vì vậy chúng ta mới hết lòng để học cho được, cho hiểu được, được bao nhiêu phần trăm cái biết, để trừ cái không biết. Hồi trước và đối chết là không biết, một chữ không biết thôi. Rồi hành động tốt xấu, thưởng phạt một cuộc đời, hòa một cuộc đời, hòa một, cho đến ngày hôm nay. Bắt đầu lại, đừng có hỏi, không trả lời được. Không trả lời, hư không bắt đầu từ hư nào, ai trả lời hư không? Từ hư nào có, sự thật nào vậy? Lửa có hồi nào, ai trả lời? Gió hồi nào có trả lời? Không có ai. Một cái thiên nhiên à, kêu rằng sao cái lớn à, lớn gì? Đất là lớn, nước là lớn, lửa là lớn, gió là lớn, hư không là lớn, tâm ôi vĩ đại à, nó lớn bao nhiêu tâm trải hết. Tưởng là ánh sáng vậy, tâm ngồi mạch tưởng, tưởng quá khứ, tưởng tương lai, mà phóng tâm, tâm tập được. Ở trong mắt là một cái điểm của nhỏ thôi, bắt đầu đó bành trướng, tình thương, thương thức, nó
lan rộng ra. Ánh sáng bao nhiêu, cái tâm thức nó trải theo ánh sáng bao nhiêu. Coi người ta tập mà sắc pháp à, để trả lời chúng ta học một bài học, chỉ một cái chữ mà chúng ta chưa giải quyết được thôi. Đó. Có cái gì là cái biết đó thôi. Vậy mới tập biết, biết biết bây giờ mới quý tập. À, hồi nào bây giờ, bao giờ chúng ta nghĩ tới hơi thở không? Không. Không. À, mà không có hơi thở là chết đó con người. Không hơi thở là chết đó. Như vậy hơi thở không có 3 phút hơi thở là chết đó. À, như vậy chúng ta học được thấy hơi thở đó chứ. À, khoa học đó, à, bắt được gió ở ngoài, điều khiển được gió. À, từ đây tới mặt trăng, thấy qua 3 tiếng đồng, 3 ngày. Từ mặt trăng xuống đây 3 ngày. Như vậy đó. 6 ngày, 3 ngày lên, 3 ngày xa như vậy đó. Rồi bắt gió chuyển lời nói của mình, hành động của mình chuyển đi. Đó. Đất nước thế giới chuyển đi, sắc pháp, nhưng thương, ghét chưa chuyển đi được. Đây là thầy mới chúng ta, cái này chúng ta mới học. À, một ngày, hai ngày, ba ngày, như vậy làm sao rồi? Nhớ, không quên. Ừ. Cái quên bây giờ không quên. Không quên gì? Không quên bây giờ không quên cái gió này. Gió A Tỳ Tạm, là gió thở vô, thở ra, học đó thôi. Ha. Ngồi, ngồi chỉ theo gió vậy. Gió thở vô và biết thở ra, bị nhớ như thế nào? Nhớ được bao nhiêu phần trăm? Nà, trong khi một ngày cuộc đời của mình cái gió đó đó, từ thở vô thở ra bây giờ tới đi được đồng hồ rồi, từ gió đó đi tầm tầm bắt đầu chính là tầm tầm biết không biết, coi là hành động điều khiển cái thân này đi đứng đồng hồ, thở vô thở ra. Nà, thì chúng ta mới học cái gì gần nhất á. À, nếu chúng ta tìm được, thấy được nó mới giải quyết cuộc đời. À, còn chúng ta sống ở ngoài chưa thực tế, hầu hết ở trong cái vọng, ở trong cái ảo tưởng. Nếu mà sự thật thì đó mới giải quyết vấn đề cuối cùng của một cuộc đời. À, mới thấy. Thì cái đó gọi là chết và không chết. À, chết là không chết. Thì chúng ta học cái đó rồi. À, như vậy mấy chúng ta nó bỏ hết. À, bỏ chuyện quá khứ tương lai. Bây giờ gần nhất, gần nhất bây giờ. Cái đó là, không có cái đó là chết. Mà không biết trong giây phút nào chết. Bác già còn biết. Bệnh tới giờ nào, đời sống tôi không biết. Đi tôi đang sống, ngồi tôi đang sống, sống như gió, hơi thở. Nếu vậy không biết, sự sống tôi không biết đâu. Bây giờ đây sống, đây hồi nãy ở kia sống, ở kia bây giờ đang sống. Như vậy đời sống như chúng ta không biết được. Đi tới đâu sống như đó, đứng ở đâu sống đó nằm. Sống. Hơi thở, mà không thấy hơi thở. Vì vậy mới ngồi. Chỉ theo dõi hơi thở thôi. Theo dõi hơi thở, theo dõi như thế nào? Nhờ theo dõi thôi mới thấy được tâm. Không có biết. Mới giờ mình học một chữ biết, và biết, và biết. Chỉ gì? Để loại trừ cái mà xấu trụng tâm của mình. Một người nào mà tham sân, người ta là người đó xấu. Một người nào không còn tham sân, người ta là người đó tốt. Như vậy cái tham sân ở trong tâm, tham sân ở trong tâm, không tham không sân ở trong tâm, cái đó nó trở nên một hành động. Nó ra hành động của lời nói, ra hành động của thân. Người thấy thương, thương muốn bắt tay,
mong rợ, còn không thương xô đẩy, sức mạnh xô đẩy, không muốn thấy, không muốn gặp tâm đi ra. Mà rồi là gió nữa, khi mà thương gió này nhẹ nhàng, mà khi không thương một cái dây thôi, cái sức mạnh của nó thành ra súng, thành ra ông nó làm rất là nhanh gió, dùng gió dùng gió đó, đánh con dừa, ôi đầu chuyện mang chữ rồi tai, rồi dùng sức lực để tạo cái gió thành một sức mạnh là tình thương cùng nó, dùng nó và ghét cùng nó, do tâm ở trong chúng ta không thấy tâm. Như vậy khi mà chúng ta thấy tâm rồi, chúng ta mới giải quyết đề, rồi tâm đang sống ở đâu? Tâm hay biết đâu? Nó là hay biết gió, hay biết cưng mềm. Đó là đang sống ở trong cung mềm, sống trong nông lạnh, sống trong căng đồng lên tâm. Vậy đó, bảo tưởng bao nhiêu trả lời ở đó, chính mà nó sống với tư tại. Mà mình không hiểu bốn cái lớn nhất như thế nào mà lớn, bốn đã tìm ra thấy cái lớn sư nói hồi nãy đó. Lớn nhất là đất, đất trả lời là cứng mềm. Rồi lớn nhất là nước, nước là dinh hút. Rồi lớn nhất đó là gì? Lửa, nóng lạnh. Lớn nhất nó tăng với động rung tâm, hai biết đông ở trong một bầu không khí hư không. Lớn, rồi nhân duyên nó trở thành như vậy. Ngài không biết, đất không biết, nước không biết, lửa không biết, gió không biết, hư không không biết, có một cái biệt, biết là tâm ở trong cái đó. Rồi cái đó là biết suông thôi, một biết suông. Như vậy mới gọi là chúng ta ngồi để học được một cái thiên nhiên của theo dõi cái sự hay biết đó, hay biết. Làm sao tìm ra cái gì mà nó theo cái hay biết đó. Mà tâm mình không bị đầu độc là nó quên. Nó biết xuông thôi. Có một cái thức biết xuông thôi. Mắt nó thấy xuông thôi. Rồi tai nó nghe xuông thôi. Nhưng trong cái chỗ đó nó có cái gì? Có một cái kêu bộ mình. Nó ở trong mắt á, không ai gìn giữ nó, gác cửa nó, bắt đầu không biết. Mà mình mắt nghe đó, không biết, tai nghe không biết. Thì mới một vị giác ngộ thôi, kêu bằng chánh niệm, ghi nhận, qua ghi nhận. Tiếp tục ghi nhận, nhắc tâm, chết tỉnh cho đó. Gọi là có người gác cửa, chánh niệm cũng như người gác cửa. Có cửa, có người chánh niệm không bao giờ có trộm. Có trộm, tham không vô được, sân không vô được, kẻ trộm, kẻ cướp không vô được, vì có người gác cửa. Gác cửa gì? Chánh niệm. Gác cửa của mắt. Chánh niệm gác, thì nhắc nó sự thật vậy. Rồi, mấy gác cửa thân. Thì mới ra bằng cách nào? Thiền. Chữ thiền là như vậy đó. Làm sao tiếp tục không cho tâm bị ảo tưởng chi phối, bị vô minh đó. Nghĩa là không biết đó. Một chữ biết là thôi. Như mấy mới tập một chút biết là hơi thở thôi. Ngồi lý thuyết thôi. Tôi không nhớ nè, tôi cũng sống vậy. Lý thuyết tôi không nhớ, nó tự động đó, nhớ làm chi, tôi không nhớ tôi còn sống. Rồi bắt đầu vô mình không biết có gần nhất. Mà có lẽ là mất cùng cái này mất gần nhất. Không cái mà cái tâm mà ảo tưởng chạy đi hết, rồi buông bỏ là không, đi tay không. Vậy nếu mà chúng ta đi sát ra mình nhìn xuyên thấu mấy cái nghĩa của gì đó là đạo. Là đạo khi mà đúng thật nó có tám. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh năng, chánh tinh tấn, chánh định. Tám được kêu chánh đạo, đi con đường này sẽ giải thoát hết sự đau khổ.
giải thoát đều tiền đó, giải thoát không chết, đi đúng con đường này không chết. Và nếu mà không có bốn nữa, nó có cái sai đó, bốn này, tà kiến thấy sai, tà tư duy sai sai, tà tinh tấn cố gắng sai, tà định sai. Bốn này gọi là con đường luân hồi. Tà kiến không thấy đúng, vô minh, không suy nghĩ đúng, và cố gắng không đúng, định tâm sai. Đó là mà cuộc sanh tử luân hồi của cái mà không biết. Đạo dây mới nhờ cái đó, cái chữ biết đó mới là chánh niệm, nhắc đó, niệm, chánh niệm, ghi nhận, mới có gì tập một ngày hai. Như vậy, không có thắc mắc, làm sao đây kêu bằng kinh nghiệm thôi, không suy nghĩ. Cái tuệ này không phải suy nghĩ. Có ba cái tuệ, quan huệ, học, mấy đứa nhỏ, học một năm, hai năm, học, suy nghĩ, học rồi suy nghĩ. Có một trí tuệ phát sinh do học chữ nghĩa, trí tuệ phát sinh do sự tuệ, đó là một cái trí tuệ sống như thế gian này. Nhưng mà có cái đó, không suy nghĩ, này, không suy nghĩ, nhưng làm sao tập cho có nó ra như vậy, là cái bằng tôi, là tôi không suy nghĩ. Như vậy mấy hồi nãy cơn đường đã ra, thì cho nó là không suy nghĩ. Có tám cái đó đó, là từ cái trúng, là thân, khẩu, rồi tay tầm, là thân không làm ác, lời nói không ác tốt, rồi tâm ở trên bắt đầu. Tâm nói, ơi, quỳ nó thấy, ôi, thân này rất là tốt, lời nói tốt, nó ở yên. Bằng sao? Nếu ví dụ phạm giới giết người rồi, tâm không ở được, ngồi yên, nó không thấy được, bắt đầu nó trốn, ngồi đây ngồi yên, người ta chạy để kiếm, chạy để kiếm bắt, quỳ đã là giết người rồi, lấy của người rồi, làm sao yên, không yên. Như vậy, hai cái này đầu tiên phải giải quyết trước. Nguyện tôi không làm ác, không giết, không lấy của người ta cho, bắt đầu từ lời nói, xong xuôi rồi, đó, xong xuôi tâm, đó, không làm gì nữa, hơi sáng tôi nói, rồi tâm ra đó yên, đó, không làm gì, nó ngồi yên, vì có quả không ai lại bắt nó, không ai lấy tiền bắt nó, làm hại nó, tâm ở yên. Nhờ tâm ở yên bắt đầu gọi là định. Tâm ở đâu? Tôi nói tâm ở trong cái đại hồi nãy đó. Đất nước là do vì trời nó cứng mềm thôi. Nó ở chỗ cái cứng mềm, cái nóng lạnh như đầu, tan như đầu gió. Gió này này kêu gió ai thì được, không phải gió ở ngoài. Mà khoa học tìm thấy đó, gió trong này nè, gió cái thân này nè. Thì khoa học nó cũng tìm ra, trong con người này có gió, là do vô gia ra, thầy trị bệnh thân cũng phải tìm tứ đại bất quả đó thôi. Như vậy nó chỉ cái đó đó, làm sao đất nước do hòa, tự nhiên nó thân ở yên, đất nước do không hòa thân yên, nó trị được bệnh thân. Trị được bệnh thân thì nó hòa, nhưng mà còn cái sâu ở trong tâm chưa trị được. Biết và không biết đó, là một cái chơi không biết đó, là chết, biết là sống, không có cái gì, vì nó thuộc về siêu, vì vô hình, tâm không có hình ảnh gì. Rồi biết bao nhiêu, tìm ra một cái công thức như vậy đó, nhiều ai tăng kỳ kiếp lắm, vậy đó. Cũng như chúng ta bây giờ gặp, vì thấy biết là không có thở, chết, thở vô không, thở ra là chết, thở ra thử. Thở vô đừng cho nó ra, chết ra, đừng cho vô nó chết. Hơi thở là hơi thở, ra là không phải là của mình. Của nó, lại đây mượn. Của nó, của gió, mượn, của nó, mượn. Vậy đó, không đều, nó giờ không điều kiện mượn. Lại được nhân quả. Nó muốn lấy giờ nào, bây giờ nó lấy liền, cho liền, lấy liền, cho liền. Cho liền, lấy liền. Nhưng mà tôi lấy luôn không biết chừng nào. Do gì? Do luật nhân quả. Này,
hành động của nó cắt đứt đời sống do cái quả của cái không biết đó. Cái không biết chữ, không biết tham, không biết sân. Không biết tham sân, bắt đầu hành động là tham sân. Khi hành động sân, nó giết hành ảnh sắc này, tâm nó đang ở đây, nó buông đi bậc cách không có biết gì hết. Không có biết nữa. Như vậy từ tối mê đi tới nỗi tối mê. Từ tối mê, một kiếp tối mê, một kiếp tối này. Này nó, thầy có cái đi, cậu đi tới bốn hàng người. Tối mê đi, tối mê. Rồi một người tối mê đi tới nơi sang suốt. Như là hồi trước không biết mình tự ở đâu mình lại. Rồi mình đi đâu, mình không biết ai. Rồi bây giờ có vị Muni, một vị trí tuệ. Thầy khi là thân này tốt rồi đó, lời nói tốt, tốt thân tôi lượng nói rồi, sẽ đi vui, được một hành động vui. Người đó tốt, không sắp ra mất, học hành giỏi, đưa đi, ngồi ở trong điều kiện tốt, ghế cao, chức cao, vì hành động người đó tốt, lời nói tốt. Và người nào giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không đúng được, đưa trên một vị trí rất là cao. Như vậy không phải là cõi này mới gọi là nhân thiên đó. Ở trong một biệt thự rất là cao, một nhà lầu rất là cao, chỉ không làm hành động khác cho nó trả quả. Vì thế trả quả gì đó. Thân quản chúng nó đi tới một cái cõi rất là cao. Thầy là mình khoan nghĩ thôi. Thì cái quả giới như đó, giới được sanh về cõi trời cũng nhờ giới giới. Như vậy khi mà hành động không có nặng, tự nhiên nó nhẹ, gió lửa nhẹ, mình đang theo gió giữa đó. Gió rồi có lửa là có gió luôn. Lửa cháy bắt đầu lửa lên nhẹ. Như vậy chúng ta theo gió nhẹ 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 một giây thôi, đưa tới hành tinh rất là nhẹ. Thế khoa học quá, hello, nó đưa gió trên hành tinh bắn xuống mới chuyển đi nữa. Nó dùng như vậy đó. Nó khoa học á, bắt sắc pháp á, nhưng chưa làm được cái danh pháp thôi. Không đưa con người đi được, không biết. Vì cái chữ không biết đó, không biết đó. Biết được sắc pháp 50%, nhưng mà thể tâm không được. Vì vậy chúng ta biết tội, biết phước, chính chúng ta biết tâm chúng ta ăn năn hối tiếc. Làm rồi ăn năn hối tiếc tội, làm rồi không ăn năn hối tiếc phước. Vậy đó. Thì chỗ này mới đạo làm người, người Việt Nam mới có. Cha mẹ người có phước đó. Mình phải có hiếu. Người đó là cho hột giống, cây đó là cho hột giống, giết cây đó là chết à. Vì cây này nó sống như cây đó, giết làm sao sống được. Hiếu, chỉ người có hiếu thôi có phước trên trần gian, bất hiếu tội. Rồi mà bất hiếu đừng có ngồi mà thành Phật thành tiên hết rồi. Giết cha mẹ phải khiếp lắm, phải trả thôi. Cây hột giống chưa chín, bắt đầu giết cây hột giống đã tiêu rồi, làm sao cái cây thành một cái cây khác nó được. Giết cái cây đó rồi, giết cha mẹ gì nó cái tội, nó phản ứng trở lại dữ dội lắm. Đừng có đâu, nếu không giết cha, không giết mẹ rồi. Nếu lại giết người nào được, còn được vậy á, mà cha mẹ không được gần gũi nhất đó, từ cây đó mà nó ra không được, đồng không được. Có là như vậy. Như vậy mới gọi là không sát sanh, không trộm cắp. Rồi chuẩn bị ngày hôm nay, hôm qua là phạm, hôm qua rồi, bữa nay rồi sáng thì tôi không làm gì hết. Còn ngày đó tôi chịu tội, nhưng ngày này thôi đó, để tôi có cơ hội tôi sống trong ngày này. Nhưng vậy sống ngay cho hết lòng. Hết lòng thôi coi. Người ta chết á, tôi xin ngày nay thôi. Hôm qua tôi lại giết rồi, lại bắt anh giết, và tôi tội. Nhưng cho tôi xin một ngày nay thì xin ông về. Ngồi thiền đi. Ngồi thiền làm sao thấy được gió đâu. Thấy vô thôi ra làm sao tập tật á. Quý vị, nếu mà giết cha mẹ không có ngồi thiền được, gốc rồi, mình chết rồi. Mà không giết cha mẹ được, bắt đầu thì giỏi thở đi rồi, bắt đầu hơi thở cuối cùng nó nhẹ nhẹ nhẹ, nó đưa tới một hành tinh khác rồi đó. Rồi đó, như vậy mới kêu và cái tội nó có giới hạn thôi. Nó nếu quý vị không có giết cha giết mẹ rồi ngồi thiền được, nhưng phải xin
xin sám hối, phải giữ giới nguyện. Hồi trước tôi đã phạm rồi, bây giờ tôi không phạm, tôi không làm đâu, ngồi thiền mới được, tâm mới ở được, thì ở thì mới thấy được. Học cái chữ biết, biết cái đó là đất nước là gió một thiên nhiên, nhưng cái này là vô thường, cái gió là vô thường, thay đổi, mới thấy à, nó vô thường, vô thường, vô cho thấy gió là vô thường. Khi mà thấy gió nó thay đổi, bắt đầu cái tâm mình cũng thay đổi nữa. Phan đại thầy, thấy thay đổi. Cái này mới gọi là cái biết. Hồi trước tôi không, bây giờ tôi biết, đang sống cái nó mà tôi không biết. Đang sống, bây giờ tôi biết cái gió, nhưng bây giờ cái tâm mà tôi ở trên gió. Mới gọi quý vị ngồi, chỗ tâm nơi bụng, gió hơi thở bụng độc phòng, gió ra, để biết căng với đồng rung đó, cái đó là biết à. Khi mà tâm ở nơi bụng mà, rồi thở vô phòng thở ra, rồi trí nhớ nó nhắc, nhắc sự thật về đó căng, rồi tâm nó kinh nghiệm, ôi đây là căng căng, nè, rồi co ôi căng, căng rung, căng rung, căng rung, cứ như vậy, căng, rồi đó, ôi nó căng rung, nó căng rung, căng rung, bắt đầy thấy tâm. Thấy tâm này nào thì giờ, quỳ hồi trước thấy si mê, nó không biết hết, mới vừa được một chút thôi, cái căng của si mê nó rất không quên, bắt đầu nó quên rồi, vì thế quên được một cái thôi, một cái phòng thôi, bắt đầu nó quên. Vì thầy quên đi đâu, không biết đi đâu, mới ngồi vừa cột. Tôi đang theo dõi cái gió này, bây giờ tôi mất cái gió vì thầy, thấy tâm, ai thấy tâm, à, quý vị mới thấy tai nạn, chỉ làm điều kiện trúng thôi. Thân không làm ác, không lời nói, bắt đầu giờ sống với nhau, thân tâm sống với nhau. Anh không có tay chân, tôi có tay chân mà tôi không biết, tôi không có mắt thấy, đất nước thì gió nó không có mắt, nhưng mà tâm nó không mắt, nó không tay chân, nó ngồi trên đó, ngồi trên đất cái nước đó, điều khiển đất cái nước. Anh đi tới thôi đất đó là gió chuyển thấy, đi lui cho đất nước rồi gió nó không biết, rồi tâm biết nó ngồi trên đó. Nương với nhau, người mà người què với người mù, nó một đất nước nó không biết, mà tâm thì biết, biết tâm nó ở trong cái điều kiện. Như vậy mình thấy giữ cái thân này thật là tốt, vì tâm ta đang sống nhà, cho đến khi nó giải thoát khỏi điều kiện, khỏi điều kiện cái quên này này, mà như vậy mới thấy, có ôi tôi sống nhờ anh, mà chính anh thật là không thường. Ôi, như vậy tôi mượn thở, ôi, thật là mượn. Hơi thở này là của nó, là nó của nó là căn với động trung, chỗ nó căn với động, nó là đó. Rồi rồi, vô, làm cho tôi tự định, mạnh được tự chính được căn với động trung đó. Là, như vậy, nó cũng không thường, tôi thấy tâm cũng thường, bắt đầy thế. Bị điều kiện buồn cho lo, cuộc đời ngồi cho buồn, ngồi cho lo thay được tâm. Hồi trước tôi buồn quá, vậy mất buồn, tôi lo quá, không thấy tâm, chỉ tôi buồn lo thôi. Chỉ theo một chút định tâm trong hơi thở, thấy rồi, nó đang sống thực tế, sống với nó, buồn chi anh buồn chứ, anh đang ở trên tôi mà, buồn chi nghĩ nó mất rồi, đang sống với tôi đó, làm sao? Cho kịp, vậy đó. Mà thao vô cho kịp, thơ ra cho kịp, thao vô cho kịp, kịp kịp mới gọi là tỉnh thức. Và thấy được thân, ôi thân là quỷ đất nước là gió, thật là mượn của thiên nhiên, nó là nó, gió là gió, đất là đất, lửa là lửa, nước đất, rồi cái tầm mới biết là không phải. Mà cuối cùng thấy tâm, cái chữ tôi hồi trước đó chính là si mê, không thấy, không biết. Nè, đất cũng cho là tôi, cơn mềm tôi, lửa cũng nó là tôi, chuyển động cũng là tôi, có gì cũng tôi hết, vì nó không có biết. Bây giờ thấy đất là đất cả, đông lạnh là nè, bắt đầu mới ngồi thiền đi thiền. Ngồi thiền chỉ thấy chuyển động gió thôi, mà khi đi, khi cả thân đi, thì nó có đất nước trong đó, mới đi, chỉ tâm muốn đi, mà có cái tâm mà mặc bước trái được, xanh đất gió lửa đi, gió lửa trong chân, chỉ tâm muốn đi thôi, vì thầy được nghiệp báo dự, bắt đầu mặc bước trái bước,
chánh niệm. Khi mà đang sống ở trong gió đó, nó bước ở anh sống không đó, không bước làm sao mà anh chết. Anh phải bước ra khỏi này, bước sống vậy đó. Rồi cái gì nặng nhẹ mới đi mà biết. Hồi nãy thấy xét căng với đồng rung thôi, bây giờ đi cả một khối có đất có nước rồi gió bắt đi, chân mặt bước cảm giác gì mắc vào cái chuyển động, rồi nặng nhẹ, chuyển động nặng nhẹ, chuyển động là gì, là gió nữa, nặng nhẹ đất nữa. Nặng tôi đại lên, tôi đại ôi đó, sống đã nương nhau mà sống. Ôi sống thật là đó không phải cái tôi, đó không phải là cái tôi, nó thôi không phải là tôi mới tìm ra. Rồi ôi tâm bắt đầu ngồi, nó đi bắt đầu đi, ôi, cái đó cũng phải là cái tâm, không phải là tôi. Cái đất nước đó nó là tứ đại của, nhưng mà cái tâm hay biết cũng phải là tôi, do duyên thôi, nhờ duyên nó xảy ra cái đó, nhờ duyên xảy, duyên tất cả duyên hết, bắt đầu thay thân thay tâm. Nhờ vậy mới giải thoát nó được, giải thoát cũng đúng, giải thoát do thiền minh sáng, giải thoát những phiền não theo luật giải thoát đó. Do quán thấy, thấy gì thấy thân, thấy gì thấy tâm, thân nặng nhẹ cứng mềm, tâm hai biết. Như vị hướng dẫn nó giải thoát, buồn và lo thôi, hay buồn lo, anh buồn lo đang sống đây, lại sống đây, nè, nhưng bị anh tưởng ảo tưởng một cái mà không có, tôi đang cho anh mượn, anh không nhớ, tôi đi bắt đầu tỉnh, theo dõi cho kịp, thấy giờ cái kịp. Như vậy mới một vị tiền bối giống như thiền sư đặt cái câu sống không giận không hận không quán trách, không giận không hận quán trách, màu sắc tới sống âm thanh không giận nó không quan trách nó, sống mỉm cười với thịt thách trong gai, đừng có nói là nó trong gai, thiên nhiên thôi, chỉ mỉm cười nó sống thôi, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, ánh sáng đang lên cho kịp ngày hôm nay, một vị giác ngộ đang làm sao học cho phương pháp để sống cho ngày, sống mãi mãi, sống chăng hòa với người đang sống, người ta sống, mình cũng sống, ngồi cũng chăng hòa, đi cũng chăng hòa, đường đi chung nhau, chỗ ngồi chung nhau. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động, sống là xuân hạ thu đông. Mắt nó động, tai nó động, nhưng tâm không động, tâm ở đó mắt sống màu sắc, tâm ở đó tai sống âm thanh, âm động. Sống là động, đối tượng động, tâm luôn luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vững, nhìn người đó thương, người đó bắt đầu thương rồi là mà không dính mặt. Ý nói là không có tham, không giữ bao nhiêu nó lợi, không giữ bao nhiêu lợi, sống với tình thương, chỉ có tình thương mà không có ích kỷ. Đó là sống. Có vị đó thật là hay. Sống vươn lên thì kịp anh mama, sống là động vì thấy, mà tâm luôn luôn bất môi theo dõi tâm, ở trong phòng sạp nó động, ở mắt nó không động. Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường, ôi danh lợi, ôi thế gian này, danh lợi thế gian, mượn trả lại, hơi thở mượn trả lại, tiền trong vòng băng mượn, xài trả lại, rồi. Em còn là tông bực biến, nó tâm bực biến giữa dòng đời vạn biến, tâm không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi. Hết sân rồi chỉ có tình thương, hết tham bác đạo cho tình thương. Trả lời thân thật, người đó ở trong tâm của tôi, vì tôi thương người đó, hình ở trong tâm của tôi, bây giờ tôi, người đó cũng đang thương tôi, thật là không thay đổi, chấm dứt vào đó. Anh thương tôi, anh không quên tôi. Em thương anh, em không quên anh. Ở trong tâm mà cứ trào ra trào qua tình thương để tìm ở đâu? Mà tâm không hình ảnh, không phải quá khứ, không phải tương lai, không phải trở lại một cái sự biết, đẩy lùi hết cái bóng tối, ra cái bình ánh sáng,
của tâm linh. Nó trở cái gì? Mất tham, muốn cho, mất sân thương, mất si, không quên. Mà lời vô đó, sống mãi mãi, không điều kiện, rất là cao, rất là cao. Như vậy, chúng ta đi từ bước, như thấy làm sao đó, đang sống nhiều do rồi. Sự thật là như vậy, sự thật nói vậy, nó không phải của mình. Mình mượn quá, nó là không không, nó không có bản ngã, không linh hồn. Mà cái tâm cũng mượn có vậy, nó hay biết, không có bản ngã, không linh hồn, bậc thánh nó nhận vậy rồi. Rồi, mới gọi là Vipassana, lực dứt bỏ theo với thứ tự, dứt bỏ do nhờ quán, quán tuệ đó, quán chiếu đó, thấy sự thật như vậy. Rồi bắt đầu, do nhờ tâm định bắt đầu, không buồn, không lo, không tham, nhờ tâm định là một đối tượng yên lặng rồi, còn lo. Rồi cái tâm nó đã cái đạo tâm, đi đi ôi hết rồi, chỗ đó con đường leo leo núi, hết chót thôi, nhìn bốn bên thay hết, leo tới núi cao rồi, hết rồi, chót nhất, tôi nhìn thấy bốn bên. Rồi, đó là cái tập rèn bị. Nó đạo rồi, đi tới cuối đường rồi. Rồi quả còn gì nó hết rồi, cái quả nó đưa rồi tới. Rồi cuối cùng giải thoát khỏi điều kiện. Tôi ở đây không có buồn, không lo, không quá, không thương lai, và không quên. Đó có đi giải thoát. Như vậy trong tâm hết tham sân si, trở lại còn một cái tâm giống như một thiên nhiên. Hoàng nó ở trong đất trời, trở lại đam đi lộc biết bao nhiêu, đúng nó trở thành vàng. Bục xoàng, học xoàng ở trong đó, bắt đầu học xoàng mà không có bỏ. Thành ấy mới là cái quý của thân này như thế nào, quý của tâm này. Như vậy chúng ta phải học như thế nào là chánh kiến. Có chánh kiến cho tôi bắt đầu từ bước một rồi phải cái giới như thế nào, định như thế huệ đang chúng ta đang học bài số 1. Như thế nào ngồi luôn luôn là thấy gió tập ba. Gió này không có là chết rồi, nhưng mà phải tập cho nó quen, rung thôi. Rồi mình cứ rung mạnh thì mình biết là rung mạnh rồi, nó đi được cái gió nó đi. Nếu con người đó vì thầy máy bay nó đưa theo luật nghiệp báo mua, nó đưa tôi đó, nó thầy xuống đó rồi. Quỳ đi đâu? Tôi muốn đi thăm ông bà cha mẹ. Mày đi đâu? Đi chuyện của nó đó. Tôi ta đi thăm cha mẹ đó. Bây giờ nó đưa tới đó rồi, cái đó là tình thương, nhưng là phương tiện thôi, không phải là cốt cánh. Tôi coi cái tâm mình nó thương, đi tìm gặp người thương, đất ở đây nước bỏ hết. Nhưng vậy phải biết như thế nào gọi là sắc pháp, như thế nào gọi là danh pháp. Mà vậy rồi làm sao, như thế nào gọi là có quên, và cuối cùng không quên. Mà mới gọi là cái chữ hiếu là cái nửa phước nhất, không quên cái ơn cha của mẹ nữa. Như vậy mà trong cuộc đời chúng ta không quên cái thiên nhiên, chúng ta không quên, không quên gió nó cho mình sự sống, không quên nó. Tôi ngồi tôi biết nó, tôi đi tôi biết nó, tôi làm việc tôi biết nó với tôi là một tâm. Tâm ở trong gió, tâm ở được vì sống với nhau, nương nhau mà sống. Sống cho đến là cuối cùng của tình thương, tôi từ bỏ anh luôn này, mới tình thương. Ở với tình thương không có hình ảnh, nó có đâu có chặt gì. Nói mà biển bao nhiêu mưa cũng không đầy biển, bao nhiêu sông không đầy biển, mà nước tới biển chỉ đổi một cái vị mặn thôi. Rồi như vậy cái tâm chúng ta giải thoát chỉ còn cái sự an vui, an vui tuyệt đối. Vì lúc cái tìm này, tình thương ở trong ta bắt đầu cứ trổ ra vậy đó. Đó là ánh sáng của tâm linh, không đi đâu. Đó là cuối cùng đó. Đó gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi quá khứ tương lai, trả lời tình thương với tình thương. Như vậy bác có hiểu Đức Phật à? Ngài đâu có còn, bác có hiểu không? Quý vị Ngài đó, quý vị Ngài, Ngài đâu còn vậy. Đâu còn mà vẫn còn thương. Một người chỉ đường không quên người đó. Người đó không ở đây,
dẫn kéo tình thương để trong tâm của mình. Không quên, quên gì quên, tôi không quên Phật. Quên gì, tôi không quên cha mẹ của tôi, tình thương. Như vậy mới gọi là tình thương. Đó là cuối cùng của tình thương. Gặp tình thương hết đi đâu rồi. Tôi mong rằng quý vị cố gắng hết lòng học từ gió cho được. Gió nó là thay đổi, không phải là của mình. Rồi cái gì thay đổi buông, không còn cái gì thay đổi. Cái gì không còn thay thường, thường là buồn. Đó. Cái đó là cái học bây giờ đó. Như vậy ngồi phải biết hết lòng, một lần được, một lần. Cho đến khi nào tiếp tục thì được. Giống như quay phim, chụp một lần thử được một hình chụp. Bây giờ tôi chụp tiếp tục, bắt đầu quay. Xong động quý vị thấy như thế nào? Vật không có tâm linh mà bắt hình ảnh cho quý vị thấy. Huống chi tâm của mình mà gọi là bắt được, tiếp tục bắt được, không quên. Cái chữ không quên, nó quên là chết, không quên. Nhưng mà không quên hơi thở bắt đầu, không phải đó. Tâm đối tượng ngoài không phải, rồi mới gặp. Đó là cái cuối cùng của bài học lý thuyết. Như vậy quý ngọc ngồi ra đây thư giãn, không có buồn, không giận, nói gió thôi. Được một cái không có tập, không có tập. Giống như đứa nhỏ, nó sanh ra đâu có biết đi, bắt đầu đứng dậy té, không buồn, không lo, đứng dậy té, nó không có khóc, đứng dậy té, cho đến là đứng được, đi được. Như vậy chúng ta hơi thể này, tâm trên đó, không kẹp nó, rồi trên nó không kẹp, cho đến khi nó trên nó rồi đi nhớ nhắc, phong mà, ôi, sự thật, xong, sự thật rồi, đi nhớ, rồi từ niệm, không niệm, chỉ đó, vô ra thôi, không biết rồi, nhìn, cứ nhìn nó thôi, nó nhìn thôi, không có nói, thế cũng như máy vậy đó, muốn cho nói, nó bật nói chạy đường, không bị tắt cái nói, kìm vẫn chạy, vẫn chạy đường vì cuối cùng như vậy, vậy đó quý vị cố gắng thực tập, cho thấy như thế nào là gió, quá tiếp tục được, nè. Đó là loại đó thiền cho được một không nhiều, một lần hai lần, nếu tôi nói một hai ba ta chụp được, thầy tôi cố gắng một hơi thở bắt đầu không cho gián đoạn, một hơi thở vô được một cái tôi ráng một cái rút ráng một hai ba ok một hai cứ một tiếp tục không đều kìa, không đếm nữa rồi rồi đó là một cái hình tiếp tục khi định tâm. Vậy quý vị ngồi cứ theo dõi gió ở nơi bồng đi, theo dõi gió ở nơi chừng mặt bước và trái bước, để cho quý vị được sự an vui, mau giải thoát điều kiện của đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này cung thỉnh chư đại đức tăng ni cùng hành giả niệm rãi tâm từ sau thời thuyết pháp. Sukhi Atanam Bha
Ariharantu Imasamin Arame Sabbe Yogino Averahantu Apsyabhaccha Hantu Aniga Hantu Sukhiyatanang Pariharantu Imasamin Arame Sabbe Bhikkhu Sammaniraja Uvasika Uvasika Yoja Avirahantu Apsyabhaccahantu Anigahantu Sukhiyatanang Pariharantu Amhakam Jatubhajjayadayaka Avirahantu Apsyabhaccahantu Anigahantu Sukhiyatanang Pariharantu Amhakam Arakha Devata Imasamin Vihare Imasamin Avase Imasamin Arame Arakha Devata Avirahantu Apsyabhaccahantu Anigahantu Sukhiyatanang Pariharantu Sabbe Satta Sabbe Pana Sabbe Bhuta Sabbe Bhugala Sabbe Attavava Bariyabana Sabba Ethiyo Sabbe Burisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinibhatika Avirahantu Apsyabhaccahantu Anigahantu
Sukhi Atana Bhariharantu Dukha Mujantu Yatha Latha Sambhatito Mavigachantu Kammasaka Burathimaya Disaya Baichimaya Disaya Uttaraya Disaya Dakhinaya Disaya Burathimaya Anudisaya Baichimaya Anudisaya Uttaraya Anudisaya Dakhinaya Anudisaya Hethimaya Disaya Uparimaya Disaya Sabbe Sata Sabbe Bana Sabbe Phuta Sabbe Bungala Sabbe Atavava Pariyabana Sabba Ethiyo Sabbe Burisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinibhatika Arahantu Abhyabhacchahantu Anigahantu Sukhi Atanam Pariharantu Dukha Mujantu Yatha Latha Sambhatito Mavigachantu Kammasakam Uttang Yava Pavagacha Atho Yava Avichito Samanta Chakavalesu Yesata Bhatavichara Avshabhaicha Niveracha Nidukhacha Nubhadava Uttang Yava Phavagacha Atho Yava Avichito Samanta Chakavalesu
Ye sa ta o da ke cha ra a cha bai cha ni ve ra cha ni du kha cha nu ba da wa ơ thang gia hoa phà hoa gia cha a thô gia hoa a vi chi tô sa man ta cha ca hoa lê su Ye sa ta ca se cha ra a phya bai cha ni ve ra cha ni du kha cha nu ba da wa I ma ya dha ma nu dha ma ba ti ba ti ya bu thang bu che mi I ma ya dha ma nu dha ma ba ti ba ti ya tham mang bồ chê mi ý ma ya tham ma nu tham ma ba ti ba ti ya sang hăng bồ chê mi ý ma ya tham ma nu tham ma ba ti ba ti ya ma ta bi ta ro bu che mi i ma ya tham ma nu tham ma ba ti ba ti ya Acariye bu che mi Atha imaya Bhati bhati ya Charamaranamha Barimuchisami Y đăng mê bồi nhang A sa hoa khả gia hoa hăng hô tu Y đăng mê si lăng Ma ga pha la nhà na sa bai cha yo ho tu e đang no coi nha pha gan sa ba sa ta nang đề ma sa bê sa ta Sukhita hontu sadhu sadhu.